Xin chào các bạn, như tiêu đề thì hôm nay thực hiện cái lời hứa trên một cái buổi live, đó là mình sẽ giới thiệu các bạn 5 chai nước hoa ở phân khúc tầm trung cấp, nghĩa là tầm từ 3 triệu đồng đổ lên. Và 5 mùi hương này các bạn có thể sử dụng trong mùa hè năm 2022 vào những dịp khác nhau. Đặc biệt là đây đều là 5 mùi hương unisex, có nghĩa là cả nam lẫn nữ đều có thể xài được. Nếu như bạn nào đang có người yêu hay là những cặp đôi vợ chồng nào đang có nhu cầu mua cho mình những cái mùi hương mà các bạn muốn sử dụng được cả cho chồng lẫn vợ thì các bạn có thể tham khảo video này. Chúng ta cùng nhau bắt đầu. Trước khi đi vào cái tên đầu tiên thì mình muốn nói qua một xíu, đó là những chai nước hoa mình sắp giới thiệu ở đây thì có thể là nó sẽ hơi nghiêng nam một xíu, có thể là nó hơi nghiêng nữ một xíu, nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà đã ở phân khúc tầm trên 3 triệu và những cái dòng nít và indie ấy, thì cái ranh giới giới tính của những cái mùi hương ở đây thì nó không còn quá là lớn nữa, nên là các bạn có thể hoàn toàn sử dụng tốt và đặc biệt là nó sẽ phù hợp vào những cái dịp khác nhau. Mùi hương đầu tiên đó chính là Vert của Criminal Element. Đây, một nhà nước hoa indie đến từ Úc, và rất là cảm ơn Daily Sen đã gửi cho mình 12 chai nước hoa của nhà này để mình test và mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Và đây là mùi mà mình nghĩ là nó nên có ở trong cái 5 mùi hương unisex. Thì cái nhà nước hoa này theo như họ công bố là nguyên liệu của họ đều là những nguyên liệu organic và rất là thân thiện với người dùng và thiên nhiên. Và em này thì nó là mùi dâu xanh. Cái mùi hương này ấy, các bạn vừa mới xịt ra ấy, nó sẽ giống như là các bạn đang đứng ở giữa một cái nhà trồng dâu ấy, ở trên Đà Lạt ấy. Những cái nhà vòm, nhà một kiểu... trồng dâu tây tại nhà kính. Người yêu mình bảo thế, đấy là cái nhà kính. Ok, thì cái cảm giác là như kiểu các bạn đi vào đấy, xong rồi một ở hai bên nó là hai cái hàng ở những cái chậu nhựa rất là dài trồng những cái cây dâu. Thì cái mùi hương này khi mà xịt ra các bạn nhận thấy hai cái nét, đó là cái nét xanh và nét ngọt. Nét xanh ở đây thì nó như kiểu là một bên là người ta vừa mới trồng những cái cây dâu mới xuống, nó chưa có quả, và các bạn nhận thấy cái mùi xanh. Cái mùi xanh ở đây nó không, nó lại khác với những cái mùi xanh khác mà mình đã từng review, đó là nó sẽ lên cái nét hơi đắng nếu như có cả cành và lá, nó là cây nhá, còn những cái cây dâu nó chỉ có mỗi cái lá không thôi. Thì đây là mùi xanh đến từ lá, và bên cạnh đó thì mình còn ngửi thấy cái mùi ngọt của dâu nữa, nhưng mà cái ngọt của dâu này nó không phải là ngọt kiểu mọng nước, cái ngọt lịm, mà dâu ở đây là những cái quả dâu xanh, những cái quả dâu mà ở phần đuôi nó mới hơi đỏ, ở trên nó vẫn còn trắng và xanh. Đấy, càng lên đến gọn thì nó lại càng trắng. Và cái cảm giác khi mà mình xịt ra ấy, nó là cảm giác kiểu giòn giòn ấy, như kiểu là các bạn đang lên Đà Lạt các bạn ăn cái món dâu dầm ấy, thì khi mà các bạn ăn thì nó ngoài cái muối ớt hơi cay cay ra nhá, thì các bạn nhận thấy là những cái quả dâu mà chưa chín nó sẽ kiểu xôm xốp, giòn 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 ấy. Thì cái mùi hương này khi mà mới xịt ra nó y như vậy. Và cái mùi hương này ấy, khi mà dry down ấy, thì mình thấy rằng là dâu nó sẽ chín dần và cái nét xanh nó sẽ biến mất. Lúc này thì quả dâu nó sẽ dần dần nó chín hết lên, và các thấy cái vị ngọt cùng với một cái mùi ngọt của quả lê nó sẽ làm cho cái quả dâu nó không bị đơn điệu quá. Và cá nhân mình đánh giá thì Vert là một trong những cái mùi hương sử dụng rất tốt ở mùa hè, đặc biệt đây sẽ là mùi gọi là cả nam lẫn nữ đều xài được. Và mình thấy rằng là có thể sử dụng làm signature scent, tại vì mình đã ngửi qua khoảng tầm 10 mùi dâu khác nhau ở những chai nước hoa khác, nhưng đối với Vert này thì mình thấy rằng là đây là một cái mùi dâu xanh rất đáng tiền và các bạn sẽ không đụng hàng với bất cứ ai. Thế nên là những cặp đôi nào còn đang trẻ, các bạn muốn tìm cho mình một chai nước hoa để mà cả hai người xịt, và các bạn sẽ khác hẳn với những cặp đôi ngoài kia nếu như các bạn đi vào đám đông, thì Vert của Criminal Element làm cực kỳ tốt, mình đảm bảo luôn. Tất cả những chai nước hoa ở đây, mình dù có dâu hay là có cái nét ngọt của trái cây thì mình chưa thấy chai nước hoa nào giống chai nước hoa này. Và em này ấy, thì nó có độ lưu hương khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng ở trên da, nếu như da bạn nào tốt tầm 7 tiếng, còn không nó trung bình tầm 6 tiếng. Và độ tỏa hương thì nó tầm nửa cánh tay quay đầu và giảm dần theo thời gian nhá, chứ nó không phải là cái mùi tỏa tốt. Cái tên số 2 mình muốn nhắc tới ở đây đó chính là Vu Long Cha của Nissan. Thực ra lúc đầu mình rất lăn tăn khi mà cho em này vào, tại vì mỗi khi mình làm video những tầm 5 đến 7 chai nước hoa ấy, thì mình đều tham khảo những anh em chơi cùng với mình, thì mọi người đều không thích Vu Long Cha. Nhưng mà mình đặt mình trên một cái khía cạnh là một người dùng bình thường, thì Vu Long Cha có thể đáp ứng rất là nhiều yếu tố. Thì
em mình thì có bảo là anh có thể cho con Sacred Wood của Killian vào, con đấy một shot xài mùa hè vẫn ổn. Nhưng mà mình không, thứ nhất là mình không tìm được, cái thứ hai đó là mình cảm thấy là thực sự thì Oolong Cha nó làm rất tốt. Em này lưu ở trên da tầm 7 đến 8 tiếng là điều đương nhiên, còn lưu trên quần áo có thể lâu hơn. Và đây cũng là một cái mùi trà rất là nịnh mũi. Và em này thì mình có một ông anh làm ở Sale Porter. Mình có kể với ông ấy một lần về cái chai nước hoa Outer Bath ấy của Lowstain ấy, thì ông ấy cũng rất là thích. Thì ông ấy thường xuyên xịt Oolong Cha vào mùa hè để đi tiếp đối tác, và ông nhận được rất là nhiều lời khen, thì ông có feedback lại với mình như vậy. Và đây là một cái mùi trà, nhưng mà trà đây nó không phải là cái mùi trà đặc khói dày khó ngửi, mà đây là mùi trà xịt chút. Nếu mà để dễ hình dung thì các bạn liên tưởng tới cái mùi trà tươi, trà xanh tươi người ta đun ấy, nó không phải cái loại trà đá ở ngoài kia, mà đây là trà xanh tươi đó, cùng với cam chanh. Và nếu như mà các bạn ngửi thì các bạn sẽ kiểu rất là dễ thiện cảm, tại vì nó khá là thanh xịt chút, nó cũng không bị làm quá là sắc. Nhưng mà có một cái điều ở Oolong Cha đó là nhiều người sẽ ngửi lên cái vai gọi là cái mùi xà phòng chanh rửa những cái ấm chè mà nó bị đọng lại khi mà các bạn rửa xong ấy. Đấy, thì đấy là một cái điều. Nhưng mà mình thấy rằng là dù gì chăng nữa thì Oolong Cha là một cái mùi rất nịnh mũi, bám tỏa tốt. Có thể một vài người chơi lâu thì có vẻ hơi khó tính thôi, nhưng mà với những người mới thì Oolong Cha đáp ứng rất ổn. Em này sử dụng vào mùa hè, các bạn có thể sử dụng đi làm cũng được, nó cũng vẫn đủ sự sang trọng và lịch sự. Và các bạn xịt đi chơi nó cũng rất là dễ chịu. Nó không phải là một cái mùi quá là ngọt ngào, nó không phải là những cái mùi quyến rũ hấp dẫn, nhưng mà nó mang tới cảm giác dễ chịu ở mùa hè, đặc biệt là bám tỏa ổn nữa. Và em này thì cả nam lẫn nữ đều chơi được hết. Cái tên số 3 đó là một nhà làm nến chắc là khoảng tầm lịch sử tầm hơn 300 năm, đó là Chu Đông. Nhà này thì hiện tại theo như mình biết ở Việt Nam có cửa hàng của anh Thái Công và Alien bán thôi. Anh Thái Công thì cũng có giới thiệu qua vài video, nếu bạn nào theo dõi kênh YouTube của anh ý thì chắc là cũng biết qua cái nhà Chu Đông này, một là nhà làm nến và đây là sản phẩm nước hoa của họ. Và cái tên mà mình muốn nhắc tới trong ngày hôm nay đó là Medi. Medi thì nếu mà để dễ hình dung đó là Light Blue Forever của nhà DNG, nhưng mà là một cái phiên bản cao cấp hơn. Nó là mùi bưởi. Vâng, chính xác, nó là mùi bưởi. Khi mà các bạn xịt ra ấy, thì các bạn sẽ thấy là ô sao nó giống Light Blue Forever vậy. Nhưng cái nét bưởi ở đây nó là cái nét bưởi của người có tiền. Nó là nét bưởi kiểu nhập khẩu, nét bưởi cao cấp, chứ nó không phải là cái loại bưởi hái ngoài vườn như là Light Blue. Ở đây thì khi các bạn xịt ra này, các bạn nhận thấy cái nét bưởi, những cái quả bưởi xanh ấy các bạn bổ ra ấy, thì bên cạnh cái nét the nhá, thì nó không bị cái nét xanh và đắng như là ở Light Blue Forever. Light Blue Forever nó có ít nhiều cái nét xanh và đắng, nên là ngửi nhiều khi nó bị hơi kiểu gọi là khó ngửi ban đầu. Nhưng mà ở đây thì chỉ đơn giản là mùi ngọt của bưởi. Ngọt nó cũng không phải bị xanh quá, nó cũng không phải là bị kiểu ngọt kiểu lõng bõng, kiểu ngọt đến những quả bưởi đã chín lâu rồi, mà những quả bưởi này là những quả bưởi chọn lọc để xuất nhập khẩu ra nước ngoài ấy. Cái thứ hai đó là cái nét the ở đây nó là đến từ vỏ bưởi. Người ta sẽ sử dụng những cái vỏ bưởi mà người ta kiểu ép ra để cho thêm vào cái cốc nước bưởi để nó tạo thêm cái vị, tạo thêm điểm nhấn, chứ nó không phải là kiểu cho hết vào xong rồi kiểu thành một mớ hỗn độn đấy. Và em này ấy, khi mà dry down ấy thì cái nét bưởi, cái nét juicy nó sẽ giảm xuống, và các bạn sẽ hình dung là nó là cái những cái vỏ bưởi mà các cụ hay kiểu mang ra sân phơi, các bạn kiểu cắt thành cái thớ vuông mang ra sân phơi khô ấy. Thì lúc này các bạn sẽ đến, các bạn sẽ tách cái vỏ bưởi ra, nó sẽ vẫn còn cái nét the the bắn ra, thì mùi của Medi thực sự là rất là ngon. Đây, mình xịt ở đây được khoảng tầm 3 tiếng rồi, rất ổn. Em này xuất hiện ở trong cái video này tại vì giá của nó khá là cao. So với Light Blue Forever thì nó chắc là tắt hơn khoảng tầm hơn 2 lần. Thế nên là nếu như bạn nào đang lăn tăn về việc là có nên mua không hay là mua Light Blue Forever, thì mình nghĩ là bạn nên mua Light Blue Forever là đủ. Còn nếu như bạn nào thừa tiền, bạn có tài chính tốt, bạn có nhiều trải nghiệm, bạn kiểu không phải, bạn muốn có nhiều trải nghiệm, bạn muốn thưởng thức cái mùi bưởi của người có tiền đấy, muốn xem sự khác biệt giữa một cái loại bưởi vườn, một cái loại bưởi đi xuất khẩu, bưởi chọn lọc, bưởi mà có người canh người bón, thì bạn có thể mua Medi của Chu Đông. Nó sẽ là một cái phiên bản kiểu
cao cấp hơn về chất lượng so với Light Blue Forever. Còn về cái độ bám tỏa thì nó cũng chỉ ngang ngang với Light Blue Forever thôi. Trên da tầm 7 tiếng, 6-7 tiếng. Còn độ tỏa hương cũng chỉ tầm nửa cánh tay quay đầu, khá là hạn chế. Nhưng mà dù gì đây là cũng là một mùi bưởi mà nếu như bạn nào thích bưởi và có tài chính tốt thì nên thử qua. À, em này thì xịt vào nhà cũng được nhá, đi tập gym rất là ok. Mình từ hôm mượn về review thì ít mà toàn xịt đi tập gym thì nhiều. Aquari Parma Osmanthus, một nhà nước hoa đến từ Ý. Đây có lẽ là một cái mùi hương có thể là nghiêng nữ nhiều nhất trong 5 mùi hương mà mình giới thiệu. Và mùi hương này nếu như mà để những anh chàng xài sẽ là những anh chàng gọi là có vợ có con rồi đấy, và sẽ sử dụng trong những cái dịp mà dành nhiều thời gian cho gia đình, như là các bạn đi cắm trại, các bạn đi picnic, các bạn đi đến gia đình nhà người yêu, nhà vợ, hay là các bạn đến gia đình nhà chồng để ăn uống, để kiểu gặp gỡ trong những ngày cuối tuần, thì Aquari Parma Osmanthus là một cái lựa chọn khá ổn. Mùi hương này như thế nào? Nó là mùi của đào mơ, nó là mùi của hoa mộc. Thì hoa mộc ở trong nước hoa thì sẽ có hướng là làm hơi mùi trà, rồi giống với cái mùi mơ đào. Thế mà mình ngửi ở đây thì mình giống kiểu liên tưởng tới những cái quả mơ khi mà nó mới được ngâm ấy. Thì những cái quả mơ lúc đầu nó sẽ rất là căng và nó sẽ hơi chua. Thế nhưng mà nó chưa được ngâm với đường, mà em đây thì nó đã được ngâm rồi nhưng mà nó chưa đến mức là kiểu quắt lại, nó chưa kiểu mất hết nước, mà nó kiểu mới ngâm nó sẽ có thêm một chút ngọt vào đấy. Và tất nhiên là cái nét ngọt của mơ ngoài nó cũng được mài rũa làm chỉn chu hơn, chứ nó không kiểu đơn điệu như là những cái mùi những quả mơ mới ngâm. Và em này thì mới đầu nó còn có cái nét kiểu khá là tươi, và cái mùi hương này khi mà mình mới xịt lúc đầu ấy thì mình có cho mẹ mình ngửi. Mình có xịt xong rồi mình đi ăn sáng, xong rồi mình qua mình cho mẹ mình ngửi, mẹ mình bảo là ui mùi này kiểu trái cây, xong rồi giống cái mùi mà những bông hoa kiểu những cái bông hoa mộc, hay là những cái bông hoa kiểu đại to to mà ở đằng sau những cái ngôi chùa ấy. Thì cái cảm giác này, cái mùi hương này nó mang tới cái cảm giác kiểu nó yên tĩnh, kiểu nó thanh tịnh ấy, kiểu như vậy. Chứ nó không phải là cái mùi kiểu xô bồ, nó không phải là cái mùi kiểu náo nhiệt đấy. Nên là Osmanthus của Adikoba thì nó sẽ có cái xu hướng là dành cho những cái mùi có xu hướng kiểu gia đình, kiểu hướng nội nhiều. Và dry down của mùi hương này thì nó làm mình liên tưởng tuổi thơ, khi mà mình nhớ ra là cái bạn nào mà tầm đầu 9x, tầm lớp cấp 1, các bạn hay dùng cái bút sáp màu có loại 12 màu ấy, thì nó có một cái mùi thơm. Em này dry down, nó nếu mà các bạn ngửi thoáng qua nó rất là giống cái mùi bút sáp màu kiểu như vậy. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không bị hóa học như là cái mùi bút sáp màu. Em này thì độ bám tỏa nó khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Ở trên da mình thì trung bình đều đặn tầm 6 giờ. Và độ tỏa hương tầm nửa cánh tay. Đa số trên nước hoa ở đây đều tầm nửa cánh tay hết. Có một điều là em này thì hơi khó kiếm ở trên thị trường. Tại vì cái line đen này của nhà Aquari Parma thì hơi khó. Nhưng mà ở Aland đang bán. Nên các bạn có thể xem thử xem có còn không. Còn thời điểm mình mượn thì mình cũng không rõ lắm. Hình như còn vài chai. Đây là chai nước hoa mà hôm trước mình đi họp, mình được thử từ người em của mình, và mình thấy rằng là mình phải có trách nhiệm giới thiệu nó đến các bạn. Khi mà các bạn nhìn cái tên đó là Tobacco Row đúng không, thì các bạn sẽ thấy rằng là ui Tobacco Row làm sao mà xài được mùa hè anh, Tobacco làm sao mà nữ có thể xài được. Nhưng không, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng có thấy nắp của anh nhựa phèn phèn như này mà chê một mùi anh kém, xài hết. Nói thật là lúc đầu ấy mình có nhìn thấy mình cũng không để ý lắm, nhưng mà khi mà mình mở vòi ra mình thấy là cứ ngửi đầu vòi cũng thấy hay hay, thì mình xịt ra thì mình thấy là khá là bất ngờ. Và đến bây giờ thì em nó ở đây. Chai này thì mình đi mượn thôi, nhưng mà đợt tới thì mình sẽ cố gắng mua một cái chai gốc của chai này về. Thì mới xịt ra thì các bạn nhận thấy cái nét cay cay đến từ chút gia vị nhẹ nhàng thôi, không quá là nồng gắt. Và cái thứ hai đó là mùi của thuốc lá. Thuốc lá ở đây thì là mùi thuốc lá xanh. Đợt gần đây thì mình cũng có review vài con thuốc lá xanh cho các bạn. Thuốc lá xanh thì nó mới có thể xài được hè. Còn nếu mà thuốc lá mà làm kiểu khói hay là thuốc lá đi với nét ngọt thì không xài được hè đâu. Và em này thì mới đầu xịt ra thì mình cũng hơi lo là sợ nó không xài được hè. Nhưng mà trong khoảng tầm nửa tiếng là mùi nó, cái nét spicy, nét cay nồng nó sẽ nhẹ dần xuống. Và các bạn sẽ thấy hồng xuất hiện. Hồng ở đây thì nó sẽ là những cái hồng dày cánh và ngửi nó kiểu mướt mượt mượt. Cái từ này mình nhớ là mình đã dùng một lần rồi. Lúc này thì
cái tobacco ấy, cái thuốc lá xanh, nó làm cho cái mùi hồng ở đây trở nên xanh hơn và tươi hơn rất là nhiều, chân thật hơn, chứ nó không kiểu hồng kiểu có mỗi cái nét của hồng không, mùi thơm của hồng không, mà nó làm cho mình liên tưởng tới hình ảnh một không một cây hoa hồng xanh ở kiểu buổi sáng, xong rồi một chút cay rất đặc trưng. Một vài điều mình muốn chia sẻ đó là nếu như trong nước hoa ấy, sẽ có nhiều cách làm hồng, hồng vải này, rồi sẽ có làm hồng kết hợp cùng với nét ngọt này, hoặc là chúng ta làm hồng kết hợp cùng với gia vị. Thì nếu như nhà bạn nào mà trồng hồng rồi ấy, các bạn trồng hoa hồng, các bạn cứ để ý một điều là buổi sáng các bạn lên các bạn ngửi, các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn ngửi dí sát mũi của những bông hoa hồng, các bạn sẽ thấy cái nét hơi kiểu mùi cay của xả, hơi kiểu gia vị một tí, và nhưng mà nó vẫn có một cái nét hơi xanh, hơi kiểu trong trong tươi tươi ở trong đấy. Thì ở đây khi mà dry down nó sẽ lên cái bông hồng như vậy, và bông hồng ở đây trở nên kiểu mạnh mẽ, kiểu rắn giỏi hơn, chứ nó không kiểu mềm oặt hay là kiểu bánh bèo hay là kiểu ẻo lả như những cái mùi hồng dành cho nữ. Thế nên là những cái bạn nào mà sử dụng mùi hương này, hay những cặp đôi nào sử dụng mùi hương này, phải là những cặp đôi phải cá tính một tí, các bạn phải ăn mặc nó phải layer, cái kiểu phải hiểu biết về thời trang, và các bạn kiểu nhìn các bạn ăn mặc nó cũng khác với những cái người kiểu ăn mặc polo như mình ấy. Kiểu các bạn có thể layer nhiều lớp quần áo lên, nhiều trang sức, nhiều phụ kiện hơn, trông các bạn cũng nhuộm tóc, các bạn kiểu gọi là fashion hơn một tí, chứ kiểu không phải là kiểu đơn giản bình thường kiểu basic đâu. Và mùi hương này thì mình nghĩ là cặp đôi, những cặp đôi trẻ sẽ là hợp lý, còn kiểu gia đình vợ chồng rồi thì xài có vẻ hơi quá, hơi kiểu nổi bật quá. Và cái độ bám tỏa thì tobacco râu của Papillon thì nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 8 tiếng, rất tốt, và cái độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay. Phải nói rằng là đây là một trong những cái mùi thuốc lá và hồng mình rất ấn tượng, đặc biệt là xài được hè nữa. Và nếu như các bạn đã sử dụng qua những chai nước hoa nào ở đây thì các bạn hãy bình luận chia sẻ cho mọi người cùng biết để có thể trao đổi cùng nhau. Và nếu thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye.